Với form thì các bạn có hai cái công việc các bạn cần phải làm. Công việc thứ nhất là các bạn tạo form, đúng không ạ? Các bạn một là các bạn tạo form và định dạng cho form. Ok, đấy là tạo form và định dạng CSS ha, cho form. Trong form các bạn lưu ý cho cô một cái vấn đề nữa, đó là các bạn phải đặt cái ID hoặc là name cho các cái điều khiển trên form. Thì trên form các bạn lưu ý nè, khi các bạn tạo form thì phải có thẻ form nhé. Trong thẻ form thì có cái thuộc tính gọi là thuộc tính cái action. Thì cái thuộc tính action tạm thời các bạn chưa quan tâm vội. Khi nào các bạn làm việc với server, web server, thì các bạn mới là quan tâm đến action. Hiện tại là các bạn chưa quan tâm. Cái thuộc tính thứ hai đó là thuộc tính method. Cũng thế, các bạn cũng chưa quan tâm, mà các bạn quan tâm khi nào làm việc với server mới quan tâm đến nó. Và form thì các bạn có thể đặt tên form hoặc ID, name. Ví dụ form đăng ký, F, form register. Như thế. Thì trong form sẽ có các gọi là các cái điều khiển, các control. Thuật ngữ tiếng Anh của nó gọi là các control, các điều khiển. Thì các bạn sẽ có các điều khiển, thứ nhất là input. Input. Và kiểu của nó type. Ví dụ các bạn có type là các bạn nhìn thấy trên này nè. Nó có một loạt các cái type là button, là cái nút đúng không? Checkbox, có color, có date, có daytime. Có đây chạm local email, file, hidden, image, month, number, vân vân, password, radio, range, nhiều lắm. Trong tất cả những cái control, cái điều khiển này, các cái loại này, mình thường dùng một số loại, thường xuyên dùng. Ví dụ, với form đăng ký thì thứ nhất là dùng cái, các bạn điền cái tên, thì thường dùng kiểu tag. Thì nếu các bạn không nói gì thì nó sẽ ngầm định kiểu tag. Tức là nghĩa là kiểu text này là kiểu default. Nghĩa là các bạn không có type này thì nó sẽ hiểu đây là kiểu text. Đúng không ạ? Ok. Sau đấy các bạn cũng phải đặt tên cho nó, name. Đúng không ạ? Txt user, username, hoặc là các bạn để là full name. Đó, full name. Thì đặt tên nó cũng phải đặt có mang tính mô tả nhé các bạn, mang tính mô tả. Ok. Rồi các bạn có thể đặt ID cho nó. Thì thường người ta hay đặt là ID và tên giống nhau. Đặt khác nhau cũng được nha các bạn. Thường người ta đặt giống nhau. Đó. Và các bạn có thể xuống dòng hoặc các bạn để trong thẻ P. Tùy nhá, có thể các bạn xuống dòng BR để xuống dòng. Ok. Rồi. Các bạn có thể đặt một cái nhãn cho cái control này, cái điều khiển này. Tức là đặt cái label. Tuy nhiên một số bạn không thích đặt, vì tôi để đặt là full name. Đấy, để như này cũng được. Để tôi nhắc, tôi cái này nghĩa là full name. Tuy nhiên một số người không thích để cái này. Thì vẫn có một cái thuộc tính mà để nói cho mọi người biết là tôi đang phải nhập full name vào đây. Tức là dùng cái thuộc tính placeholder. Đó, đặt là enter full name. Đó, ok. Thì placeholder giống như kiểu là cái trình đặt chỗ. Tôi để một cái chữ ở đây. Tôi nhắc cho mọi người biết đây các bạn phải nhập cái full name. Còn nếu như khi các bạn gõ vào thì cái chữ này nó sẽ mất đi. Cái chữ này không liên quan đến cái value. Ok. Vậy là mình được thuộc tính thứ nhất, một cái control thứ nhất là để cái full name. Rồi. Các bạn có thể để cái gì ạ? Input type bằng text luôn. Hoặc là email, các bạn điền email vào kiểu email. Cũng name, đặt là text email. Rồi ID email luôn.
và placeholder đặt trình đặt chỗ cho nó là enter email. Sau đó các bạn đóng lại và nhớ br để xuống dòng. Ok. Rồi tiếp tục đó là kiểu email đúng không ạ? Rồi các bạn có thể đặt username và password đúng không? Hay là giới tính, nếu giới tính các bạn để là input type bằng radio. Ok. Name là txt. À, gender. Giới tính. ID thì ID phải khác. À rồi, từ từ để đó, ID để đó cho cô. Rồi. Cái này là nam nữ đúng không? Male. Male, male. Đúng ạ. Input radio text gender. Đó, female. Female, female. Rồi. Tiếp một cái nữa là input radio đặt là text gender. Rồi, other khác đúng không? Ok. Rồi. Ok. Rồi, xong đó các bạn mới là cái này không có nhắc được, không có nhắc được, cho nên là các bạn có thể để một cái label đằng trên này. Ghi đây là gender. Ok, rồi cho br xuống dòng. Ok. Ok không ạ? Rồi. Ok, cô tạm thời để cái này thôi. Xong đấy cô thêm một cái thẻ br đây cho nó xuống dòng nữa. Cô để cái input button type bằng button. Value là đăng ký register. Ok. Rồi. Xong chưa? Rồi cô chạy thử anh này lên nhá. Đây. Đó, nó sẽ có cái như thế này. Các bạn sẽ thấy nó không được đẹp lắm, đúng không ạ? Không được đẹp lắm. À, bắt đầu mình sẽ CSS cho nó đẹp đẽ. Ok. Vậy mình sẽ tạo một cái file là CSS nha. Đây, cô sẽ vào cô tạo một cái file CSS ở đây, new file form.css nha. Ok. Rồi, cô link tới là link CSS. Rồi, cái này cô để là chấm sẹt CSS, rồi để form.css. Ok. Rồi. Thì đấy các bạn tạo CSS cho nó này các bạn. Thì các bạn các bạn thấy là sẽ có thẻ input là giống nhau nè. À, có hai cái thẻ này input giống nhau nè. Đó, ba cái thẻ radio này khác nhau nè. Và input cuối cùng là thẻ button cũng khác nè. Thì các bạn đặt cho nó cái nhóm, có thể đặt cho nó cái class. Đúng không ạ? Đây, giả sử có đặt cái class này là các bạn form input đi ha, form text form đi ha, text. Đó. Ok. Còn dưới này là radio. À, form radio. Radio, đúng không? Ok. Đấy, cuối cùng là form button class là form button. Button. Rồi, các bạn định dạng cho mấy cái này thôi. Ok không ạ? Đầu tiên là form text chấm, các bạn để width để là 300 pixel hay 40 pixel. Ok. Rồi, chạy thử là bừa ngay đúng không ạ? Ok không? Rồi. Để cái machine 10 pixel. Đấy, giãn ra liền. Ok. Nhìn nó đẹp đỡ hơn đúng không ạ? Đấy, tôi có cho bừa xem thêm gì nữa này, 400 pixel cho nó dài dài nhìn cho dễ này. Đó. Đã luôn. Rồi chữ hơi nhỏ chẳng hạn, các bạn có thể muốn chữ bự lên. Các bạn để là
Phong sai, đúng rồi. Phong sai. À, để khoảng là 20 pixel đi ha. Đó, như thế. Nhìn nó bự hơn. Được chưa? Dạ, nhìn nó rõ hơn. Rồi các bạn không muốn có cái border ở ngoài như thế này mà các bạn muốn cho nó đẹp đẹp, bo góc nha, bo góc đi ha, border radius. Đúng không ạ? 10 pixel. Đó, nó bo lại. Rồi, cái chữ này nó sát quá. Sát quá nó không có đẹp. Đúng không ạ? Cái chữ này sát quá nó không có đẹp, các bạn để padding left. Padding left để 10 pixel. Đó. Chữ nó giãn ra xíu nữa các bạn. Thấy không ạ? Nó giãn ra nhìn nó đẹp hơn. À, nó cách có khoảng cách. Rồi. Không thích cái border này, thích cái border khác đẹp hơn thì các bạn để cho cô là border none và outline none. Đó, mất hết rồi, không còn gì nữa. Bây giờ muốn đẹp thì mình thêm box shadow. Box shadow nhìn nó mềm mại. Box shadow 0.05 pixel gray. Đó, nhìn nó đẹp hơn. Đó, nhìn nó ảo diệu hơn, đúng không ạ? Nhìn nó mềm mại hơn nhiều. Ok. Sau này các bạn đừng để cái border, border nó cứng lắm. Đúng không? Cái border rất là cứng. Cái đường nó mảnh ơi mảnh mà nó cứng ngắc à. Đúng không ạ? Rồi, cái chữ gender này các bạn muốn nó bự thì các bạn đặt ở ngoài. Các bạn có thể đặt ở sau. À, font size 20 pixel. Đó, chữ nó bự hơn. Rồi, các bạn để male female này, cái nút này cho nó bự lên, đúng không ạ? Thì các bạn cái này được rồi, cái này cho cái này thôi, nó bự lên. Thì các bạn để cho cô là cái form radio, đúng không ạ? Chấm form radio để width 40 pixel hay 40 pixel. Ủa bự quá ha. 40 bự kinh khủng khiếp. Để 20 thôi. Vừa vừa thôi, đúng không ạ? Bằng cái kích thước của các bạn. Đó, bằng kích thước chữ của các bạn. Rồi. Các bạn có thể để margin vào đây. Margin 10 pixel. Đấy, nó giãn ra. Rồi, riêng cái button. Các bạn có thể làm nổi cái button này lên bằng nhiều cách ha. Thì có form button. Đó cũng width để khoảng 150 pixel hay để khoảng 50-40 pixel. Đó, cũng thế có copy thế này. Box shadow. Đó. Khác. Rồi, có thể để background, đúng không ạ? Background color. Đó, bằng blue. Color là để white. Đó, khác liền đúng không ạ? Border radius 20 pixel là nó bó tròn. Là nó bó tròn luôn á. Thấy chưa? Tại vì nó chiều cao 40 mà. À, bo góc 20 là nó bo tròn luôn, hai đầu. Đấy, muốn bo tròn thì để bằng một nửa là nó sẽ bo tròn. Nó khác liền. Đó. Ví dụ như hover chấm form button chấm hai chấm hover thì để cái box shadow. Box shadow 0.010 pixel red, ví dụ thế. Đấy, hover lên. Đấy, nó màu đỏ. Thế. Tùy các bạn muốn cho nó nổi cỡ nào, tùy các bạn margin. Margin 20 pixel. Đó. Nó đẩy ra. Thì đó là cách để các bạn định dạng. Thì muốn đẹp, muốn xấu là tùy các bạn thôi. Thì nó loanh quanh có mấy cái set S thôi. Rất là dễ ha, không có khó. Nha các bạn, ok chưa?
Còn muốn khi đơn trỏ ở đây nó có bàn tay ở đây thì sao ạ? Bữa trước nói rồi. À, cursor để pointer. Đơn trỏ vào nó có bàn tay. Đấy, làm như kiểu mình click chuột thật đấy. Hiểu không ạ? Đấy, thế thôi. Tương đối dễ thôi. Mình dừng ở đây. Mình qua phần quan trọng của mình là JavaScript. Thì cô đến cái nào cô sẽ add cái đấy vào. Cô chỉ demo một vài cái control thôi. Thực ra nó có rất nhiều cái control. Thì cô để một vài control. Rồi. Thì mình chuyển sang phần thứ hai. Đó là phần JavaScript. Thì phần JavaScript nó đóng vai trò gì ở trong này? Nó đóng vai trò là nó bắt lỗi. Mình gọi là validation form. Ok. Thì bây giờ cô sẽ thêm một cái file ở trong cái thư mục JS. New file. Đặt tên là form validation.js. Ok không ạ? Cũng tương tự cô nhúng vào đây. Cô thường để dưới cuối script. Chấm sẹt JS. Rồi sẹt form validation. Ok không? Rồi Ctrl S lưu lại đây. Rồi bây giờ nhé. Mình bắt lỗi kiểu gì? Bắt lỗi có rất nhiều cách để bắt lỗi. Cô hướng dẫn các bạn cách làm gần như đầy đủ nhé. Đây. Thứ nhất, cách bắt lỗi là các bạn bấm cái nó thông báo lỗi. Thường như này nhé. Cô nói về cái cách làm này. Cô bấm vào đây cái, giả sử bắt lỗi trống đi. Ở đây nó rỗng. Lập tức nó báo lỗi. Là các bạn cần phải nhập vào form này. Không nhập là báo lỗi. Và nó phải, con trỏ phải quay trở ngược lại đây. Hiểu không ạ? Quay ngược vào đây. Tương tự như thế. Đấy, xong tiếp tới bạn tiếp theo. Ok không ạ? Control tiếp theo. Rồi. Hoặc là có như thế này. Và báo lỗi của tôi là cái gì? Có nhiều cách để báo lỗi. Một là các bạn bật ra một cái alert thông báo. Hai là các bạn hay có cái báo lỗi màu đỏ bên phải hoặc bên trái này, này. À, bên dưới này nè. Ngay ở phía dưới cái control này luôn. Là báo là đề nghị phải nhập cái ô này. Hiểu không ạ? Có một số cái thông báo là nó thông báo phía cuối hoặc phương thông báo ở đầu á. Các bạn phải đi kiếm. Nó thông báo một loạt luôn. Các bạn không nhập là nó báo một loạt luôn. Thì bạn phải đi kiếm. Thì mình sẽ làm theo kiểu là nó báo từng cái một nhé. Và cô sẽ cho báo ở ngay cái thẻ div ở phía dưới này. Đấy. Ở đây thì cô sẽ thêm ở dưới mỗi control này một cái thẻ div. Đây. Hoặc là thẻ span. BR cho xuống dòng luôn nhé. Thẻ gì cũng được. Thẻ span cũng được. Thẻ span. Cô để class là error. À, tuy nhiên các thẻ này thì phải có ID khác nhau. Cô để ID hoặc class khác nhau bởi vì là nguyên tắc là mỗi cái dòng đấy là một thông báo lỗi khác nhau. Cho nên cô có thể để ID ở đây. ID cũng được, class cũng được nhá. Error. Cái này dành cho full name. Name. Error name. Tương tự cô sẽ phải có BR xuống dòng nha. Ok. Tương tự cô có BR. Ok, kệ nó đi. Rồi, cô sẽ có cho các control tiếp theo. Đây. Control C. Anh này cũng có, đúng không ạ? Anh này cũng có luôn. Và thế ba đồng chí. Thì các bạn thấy là nó chỉ có thêm dấu xuống dòng thôi. À, con nó sẽ dán ra một xíu. Thì các bạn, cái này các bạn xử lý sau. Nếu như các bạn muốn xử lý về cái CSS thì xử lý sau á. Rồi, bây giờ cô sẽ như thế này. Bây giờ cô sẽ kiểm tra xem cái full name này được nhập hay chưa. Bây giờ cô viết một cái hàm nhé. Cô viết một cái hàm. Cô gắn vào cái button là register on click app valid form. Được chưa? Cô viết một cái hàm. À, cô gắn vào cái sự kiện on click ha. Cô viết cái hàm để đây. Cái chỗ này cô để là bắt lỗi form ha, bắt lỗi form. Mình gọi là validation form đó. Ok. Cô viết một cái function ha. Đó, valid. Ok chưa? Rồi cô kiểm tra nè.
Kiểm tra thứ nhất là cô kiểm tra xem là cái anh này đã được nhập chưa. Thì có nhiều cách, các bạn chỉ cần là get element by ID là được, đúng không ạ? Đúng ạ. Đây, cô sẽ lấy anh này như thế này. For if cô thể lấy va let đi ha, let là name, full name sẽ gán bằng document.getElementById, nói chung hoặc query selector cũng được, tùy các bạn. Đó, chấm value, à nó là value. Tại sao lại value? Bởi vì là cái control của mình là đang là input, cho nên lấy giá trị của nó là value. Còn nếu như cái này là thẻ P hoặc các thẻ khác thì nó sẽ lấy bằng inner text, hiểu không ạ? Hoặc inner HTML. Còn anh này là cô đang lấy là value. If full name này mà bằng rỗng, tức là không có gì cả, thì các bạn sẽ bật ra một thông báo, hoặc là tôi gán ngay vào cái lỗi. Đây, tôi gán ngay vào cái lỗi này. Được chưa? Nghĩa là khi đó tôi sẽ có là document.getElementById error name chấm span thì phải là inner text hoặc inner HTML. Các bạn gán là một thông báo lỗi là please enter email full name first. Đó, ok. Rồi, thử nha. Cái dòng để viết sao cũng được, tiếng Việt, tiếng Anh thì cũng được. Cô chém tiếng Anh cho vui mà. Được chưa? Rồi, enter nè, cô bấm nè. Phải nó báo không ạ? Để lại nè. Phải nó báo chưa? Ok. Rồi, ok. Và tôi muốn khi đấy thì tôi phải đưa con trỏ về đây luôn nhá. Cô phải đưa con trỏ nháy vào đây luôn, focus luôn. Thì tôi để là cái này chấm focus, cái đối tượng đó chấm focus. Ok, chạy thử lại nè. Không nhập gì cả, không focus nha. Đưa con trỏ này. Rồi, focus chưa? Chưa focus hả? Từ từ. À, thiếu cái hàm, sorry mọi người. Đây, nó là cái hàm focus. Lại nha. Bấm, đưa con trỏ vào nháy chưa? Đúng chưa? Rồi, đưa con trỏ ra ngoài này. Đưa con trỏ ra ngoài này. Đang ở đây đúng không? Rồi, register. Đưa con trỏ vào đây đúng không ạ? Đó là cái hàm focus. Ok. Rồi, tiếp. Vậy thì tôi sẽ xử lý cái tiếp theo. Tuy nhiên, bây giờ cô muốn khi cô gõ rồi, cô nhấn register thì cái này nó phải mất đi. Thì nếu như mà nó mà không rỗng, nó không lỗi thì cái này tôi phải xóa đi. Cái này phải rửa về trắng. Ok chưa? Đấy. Rồi. Và lưu ý cho cô này, khi cô mà gặp cái lỗi này, xử lý lỗi, các bạn chưa kịp xử lý lỗi gì cả, chưa làm gì cả, thì các bạn phải cho cô câu lệnh return. Câu lệnh return này để khi các bạn gặp lỗi, nó báo lỗi xong, nó thoát khỏi cái hàm. Câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất là thoát khỏi hàm. Ý nghĩa thứ hai là trả về giá trị tại lời gọi hàm. Nếu cô return số 5 ở đây thì nó trả cái số 5 này tại lời gọi hàm. Còn nếu mà tôi chỉ để return 0 thì nó hiểu là thoát khỏi hàm. Rồi test thử nhá. Lỗi chưa ạ? Giờ gõ phạc vào đây. Hết lỗi chưa ạ? Được chưa? Đó, thế thôi. Vậy thì nó sẽ xử lý xong một cái gì ạ? Một cái điều khiển đúng không?
Bây giờ đến cái điều khiển thứ hai thì dễ rồi, copy thôi. Đúng không? À, copy thôi. Đó, copy thôi. Và cái này các bạn để là email. Và cái này các bạn để là txt email. Đã, nếu email mà rỗng thì báo lỗi, error của email báo lỗi. Các bạn copy cái này là error email. Đấy. Quay lại đây thì phải là error của email báo lỗi. Và anh này phải là txt email. Và anh này phải là email. Được chưa? Enter email. Yeah. Rồi. Sửa lại thôi, không có gì. Tiếp nha. Register, rồi lỗi, gõ hết lỗi, bấm, rồi nó bảo lỗi email, gõ hết lỗi. Ok chưa? Rồi. Đó, vậy là các bạn có thể bắt lỗi trống được rồi. Xong nhá. Rồi các bạn coi lại cái code ổn chưa? Sửa lại cái set S cho cái error cho nó màu đỏ cái nhỉ. Thường thì lỗi thường các bạn sẽ để màu đỏ. Các bạn để là chấm chấm error, các bạn để color red. Ok. Chưa? Đổi thành màu đỏ. Rồi. Chỗ này ok chưa ạ? Các bạn theo kịp không ạ? À, cái sau các bạn copy cái trước thôi, tại vì nó giống nhau, đổi tên là được nhé. Rồi, chỗ này theo kịp không? Ok, có một cái bắt lỗi rất là thú vị nè các bạn. Đó là bắt lỗi email đúng định dạng hay không. Đúng không? Bắt lỗi email có đúng định dạng hay không. Thì các bạn trước đây mà cô làm ấy, cái năm hồi đó, xa lắm rồi, năm 2000 là cô đã bắt đầu cô làm JavaScript rồi. Tức là xưa lắm rồi. Nhưng mà bây giờ JavaScript nó thay đổi lắm rồi. Thì cái thời điểm đấy mà làm bắt lỗi một cái email á, nó phải cỡ 100 dòng. Bây giờ nó du còn 3 dòng. Đúng không? Đó, công nghệ nó thay đổi. Đúng không ạ? Thì tại vì nó ít eo kinh lắm. Nó for xong rồi íp từng cái, nó kiểm tra có âm móc không, rồi dấu chấm đằng trước, dấu chấm đằng sau mà còn không chính xác nha. Tức là đồ chính xác nó tương đối thôi, không chính xác. Ok. Rồi. Rồi tiếp nha. Bây giờ nè, để bắt lỗi mà hiểu được cái register thì cái này cái môn Java 1 có rồi. Và bản chất nó giống Java 1, không khác cái gì cả. Ok. Các bạn phải hiểu, nếu để bắt lỗi JavaScript, à bắt lỗi email nè, email đúng không, định dạng email, ví dụ như là hướng tt amoc.fpt.edu.vn hay là it.hướng.tt.amoc.gmail.com hay là hướng.tt.43amoc.fe.edu.vn, ví dụ như thế. Đây là những cái tên email hợp lệ. Hợp lệ. Còn những cái tên email không hợp lệ, tức là invalid, không hợp lệ,
Ví dụ như là chấm hương tê tê là không được rồi, đúng không? Sau đó là a móc gì đó, hay là một hai hương tê tê thường người ta cũng không cho, không biết là sau có cho hay không. Nhưng mà nếu có, hình như nếu như có cho thì cũng ok, không sao. Nhưng mà dầu chấm trước là không được rồi. Hay là hương tê tê rồi chấm a móc là không được rồi. Fe dầu chấm mới để lung tung không được rồi, đúng không ạ? Hay là rồi hương tê tê a móc gmail.com xong bị một dấu chấm ở đây không được rồi, đúng không ạ? Tức là có rất nhiều cái lỗi, đúng không ạ? Có rất nhiều cái invalid, hoặc là email thì không có dấu cách như thế, không có dấu cách, dấu cách là lỗi đấy. Thì bây giờ mình phải làm sao để biết một email phù hợp đúng hay là một email nó invalid, không phù hợp, nó sai? Thì mình phải tạo cho nó một cái mẫu và mình quy ước. Thực ra những cái email này là do mình quy ước thôi. Nếu như em không thích để IT chấm cũng được, em bảo em không, email em không cho nhập cái thằng này. Có tình huống có nhập cái này không được luôn, có cái web á, có nhập không được luôn. Đấy, tức là có một số cái quy ước. Quy ước thì mình sẽ phải đặt ra một cái mẫu, ta gọi nó là pattern. Mình gọi nó là pattern, là mẫu. Mẫu, mình đặt ra cái mẫu này, đúng không ạ? Vậy bây giờ mình phải làm sao để tạo được cái mẫu? Để tạo được cái mẫu thì mình cần phải hiểu cái quy ước, được chưa? Phần phải hiểu quy ước và phải nhớ được các quy ước này. Và nhớ không bằng cách nào là các bạn phải làm nhiều về nó thôi, đúng không ạ? Nếu không làm thì các bạn phải lên tra cứu nó, ok không ạ? Phải lên để tìm kiếm, để tra cứu về nó. Ví dụ các bạn lên, các bạn search là regular expression in JavaScript, in JavaScript đi. Đây, mình sẽ search một vài trang, nó sẽ mô tả về anh này, hoặc là WBASCUN cũng được, đúng không ạ? Đây, trang này trang chính thống của nó đây. Đây, thì các bạn phải thuộc mẫu, đúng không ạ? Đây, đầu tiên là để định nghĩa nó, phải là hai cái sẹt sẹt. Cái y là gì? Các bạn phải biết, y là ignore case, tức là nó bỏ qua chữ hoa, chữ thường. G là gì? G là global, ví dụ như thế, biết. G là gì? I là gì? M là gì? M là multi matching, tức là nó sẽ khó so gấp nhiều lần. Một dấu móc vuông tương ứng một ký tự. Và nếu để ABC có nghĩa là hoặc là A hoặc là B hoặc là C là đúng, còn lại là sai hết. Còn có dấu mũ ở trên có nghĩa là phủ định của cái trên, nghĩa là nó là cái gì cũng được trừ A hoặc B hoặc C, trừ A, B và C, còn lại được hết. Ví dụ từ 0 gạch ngang 9 là chỉ nhận từ 0 đến 9 thôi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok không ạ? Những cái khác không nhận. Phủ định của nó là cái gì cũng nhận trừ 0 tới 9, đúng không ạ? Cứ như thế vậy. X hoặc Y dấu mốc tròn. Dấu mốc tròn là một cụm, gọi là một cụm, tức là hoặc là nhận cái giá trị X hoặc là nhận giá trị Y đều được, ok không ạ? Đó là cụm. Đó, nhóm đó, group á, gom nhóm. Rồi, dấu chấm. Dấu chấm là nó tương ứng với một cái character, đúng không ạ? Sẹt W là gì ạ? Là cái word character. Nó tương đương với từ A tới Z thường, từ A tới Z hoa, từ 0 tới 9 và dấu shift gạch. Các bạn muốn biết là cái gì chính xác thì các bạn bấm vào đây, các bạn coi nó là cái gì. Vậy anh này là gì ạ? Từ A tới Z thường, từ A tới Z hoa, từ 0 tới 9 và bao gồm cả underscore, include cả cái, include là bao gồm nhé, cả cái shift gạch. Thấy không? Tại sao cô nhớ? Cô nhắc nhiều cô nhớ, đúng không? Các bạn làm ít ít các bạn sẽ bằng thấy ồ mơ hồ, cái này là cái gì ta? Làm nhiều thì nó nhớ nhá. Cái này cái trí nhớ thì cô phải thua các bạn. Còn W viết hoa nó sẽ là phủ định của W viết thường. Thế thôi. D là digit.
digit là ký tự từ 0 đến 9. Sẹt D viết hoa là phủ định của nó, nghĩa là không phải từ 0 đến 9. Đấy, S là white space. White space là những cái ký tự khoảng trắng, cái ký tự mà cách anh này là phủ định. B là begin. Begin hoặc là beginning end of work. Đó, nó bắt đầu và kết thúc của work. B là viết tắt của boundary. Boundary. Boundary là cái báo phía ngoài. Thì là bắt đầu và kết thúc của một từ. Hiểu không? Ví dụ từ hello thì nó khớp với từ hát và từ ô, cái khúc đầu và khúc cuối gọi là boundary. B viết hoa là phủ định của nó. O là null character, là cái giá trị null đó. Sẹt N là new line. Sẹt F là fit character, form fit character. Form fit là đấy, đọc thôi. Đấy, cái nào mình không đọc là mình không, cũng hay quên lắm. Đấy, cái quên là chuyện bình thường. Đây. Match fit character FS. Đây. Fit character. Rồi, ít khi dùng cái fit này quá rồi không nhớ nha. Là cái dấu gì ta? Cái dấu gì ta? Dấu fit. Coi nào. Different method. Cái dấu form fit là dấu gì ta? Chưa test cái thằng này luôn. Nó bắt đầu có bản từ S1. Sẹt F. Learn JavaScript. Khoan, có cái text này trả về cái gì là biết liền này. Nó vị trí nào nhỉ? 16 đúng không? Đó là pattern này, nó trả về search là nó trả về vị trí 16. Sẹt F. Sẹt F learn đâu các bạn? Visit school. Ủa? Kì nha. Text của các bạn là visit. Visit W3 school. Sẹt learn JavaScript. Có chỗ nào learn JavaScript form fit? Find position JavaScript regular expression. H2 pattern reason bằng text chấm search pattern là ra vị trí 16. Ôi trời ơi. Sẹt T. Sẹt T. Rồi cô kỳ ta text. Cô lấy cái thẻ P ID demo. ID demo. Cô thể cô đổ cái, cô đổ cái text này lên nhá. Cô đổ cái text này lên cái thẻ P. Thẻ P đâu đi? Đúng không? Document. Document nè. Chấm query selector nè. Selector. Thẻ P vào nhá. Thẻ P. À, chấm inner text. Cô đưa cái thẻ form fit vào coi nào, là text vào. Nó ra cái gì ta? Nó ra là visit, nó có khác gì đâu. Lên ra bác sĩ. Đấy, có cái thẻ form fit nó kiếm nó thôi. Sẹt sẹt ép ra form fit. Form fit thôi, không bao giờ dùng nữa. Kệ đi. Rồi, tiếp. Còn gì nữa ta? Rồi sẽ R là return. Care return là dấu trả về đầu trang. T là tab. V là form fit. À, tôi nhớ rồi, hình như form fit là nó bật ra một cái tiếng gì đó ở vị trí đó, ví dụ hình như thế sao á. Lâu rồi không nhớ cái form fit nha, không bao giờ dùng cái form fit này. Rồi sẹt V là vertical tab, nó có cái tab mà tab vertical. Đúng không ạ? Với XXX là những cái này là cái mã ký tự ở cái mã số khác nhau. Đấy, ở đây là octal. Octal là mã 8 đúng không? Gọi là mã bắt phân. Còn hexadecimal là mã gì? Thập lục phân, mã 16. Có biết mã 16, mã 8 không mấy đứa? Đấy hexadecimal hả? À, thôi kệ nó, đừng quan tâm.
Thực ra những cái này không tính tới đâu. Má 8 là nó từ 0 đến 7 thôi. Má 16 là từ 0 đến 9 cộng với là từ A đến F. Ừ, đúng rồi. Rồi, cái này quan tâm hơn nè. Quantifier là cái tính lập số lượng. Ví dụ như N cộng, tức là nó lập string này nó ít nhất là một ký tự N. À, string tức là contain ít nhất là một ký tự N, còn sau đấy bao nhiêu ký tự cũng được. Sau có nghĩa là có thể không có ký tự nào, là 0 đến N, tức là bao nhiêu cũng được, bao nhiêu phân tử. Chấm hỏi tức là 0 hoặc 1, có hoặc không. NX là lập đúng chính xác x lần. Còn lập chính xác từ x đến y lần, không phải chính xác mà lập từ y đến x đến y lần. Còn cái này là lập tối thiểu ít nhất là x lần, còn bao nhiêu lần cũng được, từ x đến vô cùng đó. Còn N đô la, đô la là chốt, chốt của chuỗi, chốt của mẫu, mẫu là bắt đầu mẫu. Để mà demo hai cái đồng chí này á, thì là phải demo tương đối dài đấy. Rồi, chấm hỏi bằng N là met any string that follow phía sau của nó. Đây, để chỉ nó là cái chuỗi N đó, đằng sau nó có chữ N là được. Đó. Còn cái này là phủ định của nó, đúng không ạ? Not follow. Rồi. Object, rồi constructor, ok. Rồi đến method, nó có method là test nè. Thì nếu mình dùng method test nè. Đấy, compile, execute, test và toString. Thì tí nữa mình kiểm tra nó so khớp không thì mình sẽ dùng cái hàm test. Ok. Cảm thấy nhớ được không? Nhớ được không? Làm nhiều sẽ nhớ. Thế thôi, cô lướt qua để giới thiệu các bạn rồi. Bây giờ quan trọng nhất là mình hướng dẫn tạo mẫu nè. Bây giờ các bạn phải đọc cái mẫu này ra. Giống như các bạn bây giờ làm mẫu áo quần vậy đó, hay là mẫu gì đó. Các bạn phải phân tích cái mẫu này ra. Mình sẽ tạo cái mẫu như thế nào. Trong cái mẫu này ít nhất nó phải có dấu amoc đó. Đồng ý không? Tạo cái mẫu nha. Let pattern, email pattern bằng sẹt sẹt chấm phẩy. Được chưa? Rồi. Trong cái mẫu này phải có ít nhất phải có dấu amoc đã. Tôi không biết. Chắc chắn phải có amoc đúng không? Ok. Rồi. Trước cái mẫu này tôi coi nó là một cụm. Trước amoc tôi coi nó một cụm. Cụm này nè. Nó có thể là chuỗi, có thể có cả số, có ship gạch không ạ? Có cả ship gạch, đúng không? À, có cả dấu chấm, đúng không? Có cả dấu chấm. Đó. Thì bây giờ mình tách ra này các bạn. Vậy tôi sẽ, nếu như vậy tôi sẽ tách ra nó có hai cụm nè. Cụm thứ nhất nè, cụm thứ hai. Đúng không ạ? Lưu ý nè. Cụm đầu tiên này nó phải đi với dấu chấm. Nếu như dấu chấm mà để bơ vơ thì nó sẽ bị lỗi mất tiêu. Cho nên cụm đó các bạn phải để trong dấu móc tròn. Nhá, phải để trong dấu móc tròn. Đây, cụm đầu này. Và phải để dấu chấm. Rồi, dấu chấm nó là một ký tự đặc biệt. Cho nên nếu mà hiển thì dấu chấm phải để dấu sẹt vào đây. Ok. Dấu sẹt, dấu chấm là để hiển thị ra chỗ đấy là dấu chấm rồi. Trước đó là ký tự. Ký tự bất kỳ. Thì mình để là sẹt gì ạ? Sẹt W. Và bao nhiêu ký tự ạ? Tối thiểu 2 ký tự, còn bao nhiêu ký tự cũng được là tôi để như này. Tối thiểu là 2 ký tự, còn bao nhiêu ký tự cũng được. Đó là cách tôi gọi nó. 2 phẩy móc nhọn, ok không? Dấu cộng tức là tối thiểu 1 ký tự và bao nhiêu ký tự cũng được. Dấu sao là 0 ký tự cũng được. Tối đa bao nhiêu ký tự cũng được, tức là từ 0 đến vô cùng. Đúng chưa? Dấu sao á. Rồi, đó là được cụm thứ nhất. Lưu ý các bạn viết không có dấu cách. Nhiều bạn cứ cách ra. Dấu cách đúng gọi là một part, một mẫu, một cái phần tử. Hiểu không ạ? Các bạn thêm dấu cách là trật lắt. Rồi. Viết liền nha.
Rồi chỗ này các bạn. Cụm thứ hai là chỉ cần xẹt W thôi. Các bạn thích bao nhiêu ký tự cũng được, 2. Bao nhiêu ký tự cũng được. Đó, đó là cái mẫu trước cái dấu A móc. Cái mẫu trước dấu A móc. Cái này là đại diện cho chữ đây, xẹt W này này. Đại diện cho chữ hướng TT này. Cô giải thích lại nhá. Xẹt W là đại diện một ký tự. Một ký tự có thể là từ A tới Z thường, từ A tới Z hoa, 0 tới 9 hoặc là ship gạch. Hiểu không ạ? Vậy thì mỗi cái đẹp xẹt W đấy tôi chỉ đại diện được một ký tự ở đó thôi. Nhưng mà bây giờ tôi cần nhiều ký tự cơ, tại vì chữ hương TT nó nhiều ký tự, đúng không? Hà, hương, hoa gì đó, rất nhiều ký tự, đúng không ạ? Thì tôi phải cho nó lặp, đúng không? Cho nó lặp. Và lặp ít nhất là phải có 2 ký tự. Và tối đa bao nhiêu cũng được. Tối thiểu là 2, tối đa bao nhiêu cũng được là tôi để dấu phẩy. Nếu tối đa là 20 thì tôi phải để như này. Hiểu đúng không ạ? Ok. Đấy, cho tùy ý nha. Rồi, vậy là trước dấu A móc là tôi đã xong. Bây giờ sau dấu A móc các bạn để ý phân tích lại cái mẫu nha. Ở đây có 1, 2, 3 cụm. Có 2 dấu chấm. Ở đây có 2 dấu chấm thôi. À, 1 dấu chấm thôi, có 2 cụm thôi. Đó, rồi. Và các bạn để ý nè, cái khúc này là tên miền nè. Khúc này là tên nè. Đúng không ạ? vnexpress.net hay là cái gì đó, đúng không? Cái tên, đúng không? Cái tên đằng trước, cái dấu sau dấu chấm, cái tên này nè, thì mình lấy nó trước. Các bạn thấy nó có 2 ký tự luôn nè. Và thậm chí tên vẫn có số, cho nên là các bạn vẫn lấy xẹt W, cũng 2 và phẩy. Đó. Rồi. Xong cái phần sau cái dấu F. Bây giờ đến cái phần chấm com nè. Các bạn để ý nhá, dấu chấm phải đi cùng với chữ. Nếu dấu chấm đứng bơ vơ một mình là nó lỗi. Ví dụ dấu chấm đứng bơ vơ này là lỗi. Hiểu không ạ? Vậy ví dụ như là có chấm edu, có chấm vn, chứ còn để chấm edu xong chấm cái nữa là không được. Cho nên cô sẽ để cái này thành cụm. Một cụm, đúng không? Các bạn có thể để một cụm hoặc hai cụm tùy mình. Tùy. Cô để một cụm thôi cho nó gọn. Cô để một nhóm group, cô để dấu mốc tròn. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Và cái các bạn nhìn nè, số ký tự nè. Khi thì 2, khi thì 3. Khi thì 2, khi thì 3, đúng không? Rất lộn xộn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ nhìn nha. Cô sẽ làm như thế này nè. Thứ nhất cô sẽ làm nhóm 3 trước. 3 nhá. Rồi. Cùng nhóm 3 trước. Ok. Ok. Rồi. Dấu chấm là xẹt chấm. Được chưa? Rồi. Xẹt W chấm com chấm vn thì không có số, không có ship gạch, không có gì cả. Nó 2 hoặc đến 3 thôi. Vậy cô sẽ để là cũng là một ký tự nha. Từ A tới Z. Và hoặc là A hoa tới Z hoa. Viết liền nha, không có dấu cách. Rồi, vậy là tôi chỉ lấy ký tự thôi. Và ký tự này sẽ lặp 3 lần. Cùng 3 nhá. Chính xác lặp 3 lần. Đó là một cụm. Đúng không? Đấy, hoặc. Hoặc tôi copy anh này lặp 2 lần. Đúng không? Hoặc cùng này tôi lặp 2 lần, đúng 2 lần. Được chưa? Thế thôi, lặp 2 lần. Rồi. Cả cùng lớn này cho lặp 1 đến 2 lần. Ok không ạ? Ok. Đấy, cả cùng lớn này cho lặp 1 tới 2 lần. Rồi, các bạn để ý nè. Lặp để sau cái gì thì là lặp của cái đó. Ví dụ, cái lặp này, số 2 này tôi để sau từ A tới Z thì ở đây là chỉ có một ký tự thôi nhá.
Thì ký tự này lặp mấy ạ? Hai lần. Rồi, còn bạn nào mà quy ước là chỉ có mail FPT thôi mới được thì các bạn ghi rõ luôn nào mọc FPT cho nó xong, đúng không? Đấy, có những hệ thống chỉ vào được mail FPT thôi, mail khác không được, đúng không ạ? Thì ghi luôn vào đấy là gõ người khác nói chết luôn, hiểu không? Không làm được. Rồi, thầy dài chưa ạ? Cái này trên mạng nhiều lắm, nhưng các bạn đọc sẽ khó hiểu nếu mà các bạn thường các bạn sẽ không có những cái nó viết không đúng và các bạn không biến tấu được, biến hóa theo ý của mình các bạn không làm được. Cho nên các bạn phải hiểu thì các bạn mới biến hóa thành cái của mình nhá. Cái đấy mới là cái quan trọng. Ok. Rồi. Rồi tiếp nha. Bây giờ thì mình test cái này phải email nè. If, cô dùng if thôi. Email pattern chấm test. Mà test với cái email của mình. Email ở trên nha. Nếu mà đúng thì tôi không báo lỗi. Còn nếu nó phủ định của nó, nghĩa là nó không đúng, thì tôi báo lỗi các bạn. Đây, tôi copy cái lỗi này ra nha. Và đương nhiên tôi khi mà nó hết lỗi rồi thì các bạn phải xóa nó đi. Rồi, các bạn nhắn là, ủa gì kìa vậy? Đấy, email is invalid, tức là nó không hợp lệ, thế thôi, được không? Invalid. Ok. Rồi mình test thử nha. Hơi dài đúng không? Rồi test thử cái nào. Cô xóa bớt mấy cái này đi khỏi nó rối nha. Đây, F5 cái anh này. Rồi cái này gõ vô nha. Rồi email nè, gõ QQQQ. Nó bảo là invalid, đúng không ạ? Amoc cũng invalid. À nhờ, FPT cũng invalid. .com là hết rồi nha. Cái này phải là hết lỗi. À, nếu mà email vẫn là invalid tức là đang bị lỗi. Có nghĩa là trường hợp này .com vẫn đạt nhé. Hiểu không ạ? Vậy mình coi nó lỗi ở đâu nè. Rồi. Có thể là lỗi do dấu hoặc nè, sẹt. Rồi, để đảm bảo thì cô sẽ viết cái này nó gọn lại, tự có test lại xem cô đang lỗi ở đâu nhé. Cái này lặp 1 đến 2 lần. Đôi khi cô thiếu hoặc là thừa cho một chút thôi nó cũng lỗi à. Rồi. Không lỗi đúng không ạ? Chấm. Ủa. Không. Nó F12 cái cài. Ờ cũng không lỗi luôn. Đây. À nó không báo. Khoan, cái mẫu đang có vấn đề gì. Khoan nha. Sẹt chấm này nè. A tới Z 2 đến 3 lần. Cả cái cùng này cô lặp 1 đến 2 lần. Rồi, cô biết vì sao rồi. Biết vì sao không ạ? Cô đang thiếu một cái. Đó là cái tình huống này nó không lỗi. Bởi vì sao ạ? Cô chưa chặn đầu và chặn cuối. Các bạn phải so khớp từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi thì mới được. Hiểu không ạ? Đôi khi nó khớp một khúc giữa. Cô đang để vậy là khớp một khúc giữa, nó vẫn không bị lỗi. Bây giờ đô la và cái dấu mũ. Tức là cô phải khớp nguyên cả chuỗi cơ. Còn nếu như cô không để chặn đầu chặn cuối thì khúc giữa nó khớp, nó vẫn báo là đúng. Bây giờ lại nhá. Rồi, test thử nè. Không lỗi đúng không ạ? Bây giờ cô thêm dấu chấm vào đây nè. Lỗi ngay, đúng không ạ? Chấm vn thì lại không lỗi nha. Ok, rồi. Rồi giờ mời các bạn test thoải mái luôn. Đấy. Cái trường hợp khi nãy cũng vậy, được cái nhá. Nhưng cô rút gọn lại các bạn nhìn thôi. Thật ra cô rút gọn lại cái thôi các bạn cho dễ xử lý.
Rồi. Vậy là mình xong được cái bắt lỗi của pattern. Cái này là cái cũng rất là phức tạp. Đúng không? Nhưng mà khi các bạn biết làm á, thì các bạn thấy là từ các bạn từ rất là nhiều dòng lệnh để các bạn bắt lỗi, các bạn rút lại còn 2-3 dòng thôi. Nó cực kỳ gọn. Thì cái gì nó cũng có trả giá đúng không? Đấy. Cái muốn ngắn thì phải học nhiều thứ. Còn không, thực ra là cái thằng IFL cái cũng khoai lắm, sương lắm. Thứ nhất là bắt không hết lỗi, bắt không vét không hết tất cả các trường hợp. Thứ hai các bạn làm rất là cực, cứ for rồi IFL. Các bạn phải duyệt từng ký từ một, for để duyệt từng ký từ một. Rất là cực. Ok. Rồi, còn hỏi gì nữa không? Rồi còn một chút xíu nữa cô gợi ý luôn à. Có một cái là cô gắn nó với sự kiện nhá, bắt lỗi nè, gắn với sự kiện nhá. Bây giờ giả sử như các bạn đơn trỏ vào đây mà không nhập, đơn trỏ ra nó cũng báo lỗi. Hiểu không ạ? Đơn trỏ vào không nhập, đơn trỏ ra nó cũng báo lỗi. Không cần thiết phải gõ lên cái anh này. Hiểu không ạ? Không cần bấm đơn trỏ vào không nhập, đơn trỏ ra lỗi. Ok, thì cái đó các bạn bắt sự kiện là on key, sự kiện gõ phím, hiểu không ạ? Đây, ok, on focus, on key. Rồi bây giờ cô thêm các bạn một sự kiện nhé. Đây, muốn vậy thì các bạn phải tách nó ra, tách hàm ra, tách mỗi anh này ra một cái hàm, để chung hàm không dùng được, phải tách hàm ra. Ví dụ cô bắt lỗi cái này nhá, cô tách nó ra một hàm Ctrl X, cô đặt cho nó một cái function is valid mail. Thông thường cái hàm mà valid mail á là nó sẽ trả về true hoặc false. Cô sẽ làm nó trả về true hoặc false. Đối số của cô truyền vào sẽ là cái chuỗi mà cô kiểm tra email chẳng hạn, hoặc là các bạn chưa cần truyền đối số, các bạn để nguyên vậy cũng được. Email này nó không trùng thì để nguyên vậy cũng được đó. Và có cái thông báo lỗi các bạn có thể để xử lý ở ngoài cũng được, nhưng mà bây giờ để như này nhé, tôi để chung nè đó bây giờ nhé. Rồi bây giờ như thế này thì tôi sẽ return gì ạ? Nếu nó không hợp lệ return false. Còn khi mà hợp lệ rồi thì return true. Đấy, cô chỉ cần bắt vào đây thôi. If cô sửa đây một chút nha, if is valid mail. Nếu nó mà return phủ định nó thì các bạn return là đủ rồi. Đó, khi nãy tôi return đúng không? Bây giờ lại nè. À. Khoan, sao lỗi? F12 coi sao lỗi. Các bạn đừng vội nhé. Mình coi F12 tại sao lỗi. Email is not defined. À, nó không hiểu cái email. Đâu? Email. Nó không hiểu cái email này. Email is not defined tag. Ủa? Đúng rồi. Email nằm ở đâu ạ? Email ở ngoài. Đúng không? Ờ, giờ vào trong thì không sao. Một là các bạn truyền nó vào nhá. Một là truyền nó vào, hai là copy nó vào đây thôi. Không vấn đề gì. Rồi trở lại. Đây. Valid bình thường đúng không? Ok. Cô tách không ảnh hưởng gì hơn bên thế giới đúng không ạ? Rồi bây giờ nè, cô muốn khi các bạn gõ vào mà đơn trỏ ra nó báo lỗi luôn, khỏi cần phải bấm. Đúng không? Hoặc là khi gõ nó báo lỗi luôn, gõ đúng nó mới hết lỗi nhá. Đây. Khi gõ như này nó từ nó báo lỗi. Ok, gõ đúng nó hết lỗi. Thì bây giờ cô bắt cái sự kiện nè. Cô bắt cái sự kiện là on key email này nè. Cô bắt cái sự kiện là on key up.
tôi gọi gọi đến cái hàm là is valid mail. Ok, chạy thử nha. Gõ chưa, lỗi chưa, đúng chưa? Hường tt amoc fe.edu.vn. ui, nó không chịu hả? Vẫn invalid hả? On key up Hường amoc fpt.edu.vn. rồi, nó khoan invalid. Còn nếu ngược lại là valid, email is valid, invalid, còn ngược lại là valid thì nó sẽ gán error. Ủa, bình thường mà ta, phone return phone còn là return true, và cái này bạn gắn bằng rỗng. Ê, nó phải ấy chứ ta, alert ABC. Nó phải gán lại cái dòng này chứ nhỉ. Rồi, phone đúng không? Không, Hường amoc fe.com. Ồ, khoan, nó gọi đến is valid mail. Key up. Đúng rồi. On key up. On key press. Vẫn invalid à? Nó bị lỗi chỗ nào nhỉ? Khoan, cái thằng này làm sao nó lỗi được ta? Thằng này nó return phone. Từ F12 coi nó là cái gì. Nó không lỗi. Nó cái logic đang bị gì các bạn? Nó không, khi gọi đến cái hàm này, nó lấy cái value sort khớp. Thì nếu mà không rơi vào phone thì nó gán bằng rỗng và return true. Đúng không? Kỳ ta. Rồi coi nha. FPT VN. À kỳ ha. Ồ, khoan, nhấm resist nó cũng không được này các bạn. Trường hợp này đang mẫu nó bị lỗi. Về lỗi gì? Một hai hai A từ Z. Cái này là alert cái email ha. A B amoc F, mỗi cái nó nhảy một cái, P T chấm com. Đúng rồi. Vậy đúng rồi. Com đúng rồi. Lỗi gì? amoc.fpt.com đúng rồi. Vậy là sai do cái mẫu. Sai do cái mẫu. Cái mẫu sai gì nhỉ? Sẹt W. Dấu chấm W, cái này amoc W ít nhất 2, đến này là sẹt AZ 2 đến 2 hoặc 3 lần. Cái này 1 hoặc 2 lần. 1 hoặc 2 lần đô la. Đúng rồi mà ta. Vậy sai gì ta? Nếu đúng thì return, nếu sai return phone, nếu đúng return true, đâu có ảnh hưởng gì hòa bình thế giới ta. Ê, kỳ ạ.
Chờ xíu nha. Comment anh này, từ nãy giờ cái này không có lỗi. Từ từ. Comment anh này lại. Rồi, chạy lại nha. Test thử cái này cái thôi. Đây. Không lỗi. Không lỗi. ABC. Ồ. .edu.vn sao lỗi ta? Invalid. Com. .vn. Không lỗi. À rồi. Biết vì sao lỗi rồi. Biết vì sao ạ? Nó phải có thằng này nó mới đúng. IT chấm này nó mới đúng. Mà tôi đâu cần khi nào cũng có IT đâu. Đồ ai sửa được cái pattern này. Trời ơi, xóa, xóa thì đâu có được. Cái đầu có thể có hoặc không có. Dấu gì? Đúng rồi, ai vừa nói chấm hỏi vậy? Hay vậy? Thêm đằng trước này, cái này dấu chấm hỏi là xong. Đấy, quên đi test cái thằng này. Đấy, ok không? Rồi, Ctrl Z lại chỗ này nha. Đây, thêm đi dấu chấm hỏi là xong nè các bạn, là xong đó. Rồi, cái này Ctrl Z cái chỗ này. Cô quay về lại. À, đấy, thêm cái dấu chấm hỏi chỗ này thôi. Tức là cái cùng dấu móc đấy có hoặc không có. Ok, test nha. Đây. A. B, C. A móc fpt.edu. Đến edu là hết lỗi rồi. Chấm nó bảo lỗi. Nhưng mà gõ VN hết lỗi. Ok không? Đấy, đây là bắt sự kiện khi nha các bạn. Gắn với sự kiện khi. Ok, đây. Đấy, và cô đây. Cô phải tách nó hàm riêng. Bởi vì là khi này nó điều khiển một cái action thôi. Cho nên cô tách cái hàm riêng và cô gọi ngược lại vào đây. Và ở trong hàm này các bạn chỉ gọi on cái sự kiện là on key up cho cô. Ok. Rồi, hôm nay học đến đây nha. Cái học đúng giờ dễ sợ.